Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Viễn Bách trị Alpha Hử. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Viễn Bách trị Alpha Hử cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của viễn bách trĩ Afa Hử Đẳng sâm 850g Đại táo 700g Diếp cá 700g Đương quy 250g Thăng ma 150g Bạch chuột 150g Trần bì 150g Sai hồ 150g Cam thảo 150g Công dụng: Hỗ trợ giảm triệu chứng táo bón, đau rát, chảy máu hậu môn khi đại tiện ở người bị trĩ. Làm dịu vết rát tại vùng hậu môn, hạn chế chảy máu. Thúc đẩy nhanh quá trình liền thương tại búi trĩ. Co búi trĩ mức độ nhẹ. Chỉ định: Người trưởng thành có triệu chứng táo bón, đau rát, chảy máu hậu môn khi đại tiện do trĩ. Cách dùng: Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng Người lớn uống 3 viên một lần, ngày 3 lần Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm viễn bách trị Hư đồng thời biết cách sử dụng viễn bách trị alpha-h, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham